làm mát nhanh, di chuyển linh hoạt, tiết kiệm điện gấp 10 lần so với điều hòa, kết hợp lọc không khí. Quạt điều hòa Sennheiser SHD7727, giải pháp làm mát tối ưu cho không gian mở. Thiết kế hiện đại, trang nhã, thân nhựa ABS sang trọng, bền đẹp, hạn chế bám bụi tốt, sáng bóng theo thời gian. Công suất 150W tiết kiệm điện hiệu quả, lưu lượng gió 3.000 mét khối trên giờ. Làm mát nhanh chóng không gian diện tích từ 30 đến 40 mét vuông. Hiện đại, tiện nghi, Sennheiser SHD7727 được tích hợp những tiện ích tối ưu cho người dùng. Quay đảo gió 2 chiều tự động, tăng hiệu quả làm mát, gió tản đều và rộng hơn. Khay đựng nước dung tích lớn 40 lít, bổ sung nước nhanh chóng qua cửa tiếp nước. Bánh xe di chuyển linh hoạt, khóa bánh dễ dàng. Quạt điều hòa Sennheiser SHD7727 sử dụng linh hoạt trong nhiều không gian khác nhau. Màn hình cảm ứng đa nhiệm, dễ dàng theo dõi và điều hành tình trạng hoạt động của quạt. Linh hoạt điều chỉnh 3 tốc độ gió theo nhu cầu, 4 chế độ gió tiện lợi. Quạt sử dụng điều khiển từ xa giúp việc điều khiển dễ dàng hơn cho gia đình bạn. Hoạt động nhờ nguyên lý làm mát bằng hơi nước, quạt điều hòa Sennheiser SHD7727 hút khí nóng trong phòng qua 3 mặt hút gió. Lớp gió nóng đi qua tấm làm mát được cung cấp hơi nước, trả lại không gian mát lạnh, làm mát tự nhiên, không gây khô da. Thiết kế 3 mặt hút gió, 3 tấm làm mát cùng dung tích bình chứa nước lớn làm tăng hiệu quả làm mát gấp 3 lần. Chế độ tự ngắt bơm khi nước cạn, bảo vệ máy luôn bền bỉ. Tích hợp đa chức năng trong một, Sennheiser SHD7727 được tích hợp 3 tấm lọc bụi và côn trùng, bảo vệ sức khỏe người sử dụng. Nổi bật với tính năng tạo ion âm, lọc bỏ bụi và mùi khó chịu, mang không gian mát mẻ trong lành vào ngôi nhà bạn. Quạt điều hòa Sennheiser SHD7727 làm lạnh nhanh, gió mát lành, mang thiên nhiên tươi mát vào ngôi nhà của bạn.